Go home. Ok. Đứa nào muốn đi thì ra. Đi, đi đi. Happy. Cứ xào quần hoài vậy ta. Không hiểu được tính mấy này luôn á. Giờ con đi đúng không? Còn ban này ở nhà. Rồi Honey cũng đi đúng không? Honey đi khổ lắm con ơi. Bơi xa lắm, không đi được đâu. Con vô nhà giùm mi Honey. Honey go home nè. Honey go home. Đùa, con đùa. Mấy thằng đệ tử này còn thấy quải nó luôn rồi. Thôi đi luôn đi. Đã nói ở nhà. Trời. Thiệt tình luôn mấy thằng này. Mấy này nó đi là hồi người ta bắt cóc nó luôn á. Bởi vì nó bơi giữa chừng cái nó hoành về à. Chú ý ra đây để nó chơi thôi chứ nó không có làm nhiệm vụ gì hết trơn á.